Hello. Anh Dũng Ê, thưa nhà thức vì hôm nay Dũng quay lại nhà cô Mười và xin Dũng cũng báo cho cô Mười cũng như là cho mọi người được biết một tin vui, đó là xin Dũng đã xin được cái tiền để hỗ trợ làm cá nền cho cô Mười rồi. Xin đủ 10 triệu rồi và hình như còn có dư nữa. Ôi ôi, hôm nay em hần tay gì dễ gì ở tay vậy? mấy thằng Hả? làm nãy đó về ấy cho nó rồi hỏi nó Mấy kia chữ nữa. hỏi nó chữ gì cái nó chữ mô Phật À dạ, ừ. chữ gì? Chùm Phật Mô ừ. Phật. Ôi ôi, đây nè mọi người thấy không? Ơi, làm từ mơ giờ 4 giờ Dạ, làm sáng giờ luôn hả? làm sáng giờ mới nghỉ rồi nè Dạ, mới nghỉ. nghỉ hồi chưa 11 giờ Dạ. rồi cái nó nói con mua cát dư á anh cho con người đổ đây nè À. tặng con người lót ba cái tàu đó Lót để ba cái tàu tên đó lên ha. bé ừ để đơn tên bé rồi mới kêu hai đứa này phụ đẩy cát vô thằng cô á Dạ. ừ, rồi cô mới ấy các con mệt quá con trời Dạ. con mừng quá trời đúng không Hả? con mừng mừng quá trời con À. ơi cô cứ nghĩ vậy trời ơi con mùa về gỡ gạch cô không biết nó làm chúng ta rồi về kiến cắn làm sao mà nếu để thì tới tụi nó lên làm kiến trời ơi cái nó thằng đó nó lên chạy qua chạy lại kiếm con mùi mà nó không ghét Dạ. cái chuyện ghét cái nó nói trời ơi, con mùi mừng quá nó la tội nghiệp gì Dạ. quá trời quá đất tội nghiệp À. ông nội hổm trời mưa lớn nó Dạ. nhột ướt quần áo con mùi không hay mùng mền ông nội cô phơi 3-4 ngày trời luôn con Cốt. ướt tụi Ớt. mấy tuổi hai chửi. chửi rồi nó có nói con là chiều nay con lên nữa nó nói Dạ. con chiều Dạ nay dạ. con lên Thì đó chiều nay lên chứ. Út kìa 2 tuổi. Út mà nhỏ hơn cháu luôn á. mấy tuổi anh Cháu mấy tuổi? nhậu Cháu cháu nhậu cháu đi cháu mấy tuổi? hai 2 chữ tuổi vậy Bảy. Hằng mấy tuổi? Nhỏ 8 tuổi Ui, 8 tuổi. rồi Cái 82 à? Hai hai gì cháu chỉ biết 82 thôi. À, năm nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. À, gì lúc nào cũng 2 tuổi mèo. mèo Mèo. mèo là gì con mèo Tuổi mèo á. Tuổi mèo á. Hằng tuổi gì Hằng? 8 tuổi 8 tuổi mà tuổi tuổi con gì? không biết con gì con gì con gì mẹ con mẹ con mẹ trời con mẹ con đây thưa cả nhà đó. Thì hiện tại bây giờ Dũng đã xin được cái sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Đây là cái mong muốn của cô Mười. Đây cả nhà, mong muốn cô Mười chỉ cần có một cái nền nhà được lát gạch cho nó con và người người em của mình và con của mình được có thể là nằm ngủ ở dưới cái nền này cho nó sạch sẽ cho đỡ kiến cắn đó. Tên gì? Tên gì? Tên con tên gì? Bên này là cái gạch mà bừa rồi vì bể nè, còn đây là cái gạch mà có khả năng là còn thể lót ở trên đây được nữa. Ngon lành rồi. Giờ mình lót đá lên nữa là ok lắm cả nhà. Lót đá lên là sạch sẽ lắm. Cô Mười ơi. Vậy là kêu thợ họ đổ họ đẩy cát vô đây cái họ lót lót cái tàu này lên luôn hả? cái này nó biểu cô lót làm chỉ nó cho cát cô hà Hả? nó cho cát cô hà cô muốn lót lót chứ nó không có lót chỉ nó lót cái nền nhà này thôi nhưng mà nó cho cát ý nó nói nó đổ cát nhiều lặng dư nó cho cô rồi cô lót chứ nó không có lót bộ con đặt xác nó con đặt xác nó con đâu đặt xác đâu vậy mà nó nói cát cũng nó cho cô nó nói, thì Mỹ Hoàng lên Mỹ con lên anh Dũng lên thì nói sao con đổ cát nhiều thì tại con kêu dư đặng cho con mùi lót cái đó vậy hả? cái đó của con hỏi con cho rồi thằng Dũng dạy không của con cho con mùi cứ ấy vô đi thế đó không anh này cũng làm từ thiện đôi khi anh ấy làm đúng dư để anh cho đúng rồi tại nó vì nói lát nữa anh làm bao nhiêu đó còn bao nhiêu là con tính với con. Rồi nó nói vậy nữa nè hỏi chứ con lãnh bao nhiêu con lãnh ít chứ không nhiều nhưng mà nếu con làm con lãnh mà con có dư con cũng phụ con mùi trên nóc nhà cho đựng dột nữa thằng mập đó nha có con vợ nó có dắt con vợ nó nữa Rồi vậy là tốt rồi con mừng mừng quá Dũng hả? ơi mừng hơn gì con nói thiệt mừng hơn bà ngoại sống lại luôn đó nữa nữa mừng dữ lắm bì mừng nữa thôi có gì đâu. mừng lắm
cô biểu con canh sao cho cô Mười đóng cửa lại được á. Dạ. Cô làm nếu không được thì con cưa bớt cái cửa cô Mười chút không sao đâu. Dạ. Cô cứ canh dặn nó hoài. Tại vì anh mấy anh phải cán làm lên vậy đó. Thì lát nữa cô để là mấy anh tới con nói luôn là tô trước này là dán. Chiều nay là nó nghỉ rồi đó, sáng nó mới lên đó. Dạ. Dán lần trước này luôn. Trước này nó dán ở phía trước này cho nó nhìn cái nó. Nó đi lựa gạch lựa gì đó, không biết nó mua gạch sao mà đi lựa. Cô mới nói con lựa gạch nào sáng sáng. Cô nói hỏi cô Mười giờ cô ý cô muốn làm gì. Cô nói mà xanh nước biển đi con. À. Cái nó là còn lấy số điện thoại cô tỷ không có xanh nước biển thì con điện cô Mười cái màu gì khác. Nó con làm gì mà sáng sáng dần vô sáng được rồi. Dạ, màu xanh hoặc màu trắng gì đó ha, màu xanh nước biển cho nó sáng đi. Chứ đừng dán mà tối rồi được rồi. Dạ. Rồi đây, bây giờ là gặp anh thợ này cũng là một người rất có tâm nha, cũng hay làm thiện nguyện, hay làm từ thiện. Thì Dũng thì thông qua người em, đó là em Thố, nhà ở gần cô đây mà vừa rồi sau khi mà thấy hỗ trợ cho cô Mười được có hơn 3 triệu à. Đây Dũng với hỗ trợ thêm 1 triệu, rồi em Thố đó cũng bỏ vô thêm 1 triệu nữa là 2 triệu, hai anh em bỏ vô thì vẫn còn thiếu 4-5 triệu nữa. Đó là dự tính thôi. Thì không biết thì với cái số tiền hôm nay thì anh thử anh dự tính là làm hết bao nhiêu anh? Cho mọi người được biết nha. Hết luôn, hổm tính hết luôn là tiền gạch này luôn là 9 triệu mấy á. Dạ. Tiền gạch hết luôn hả? Ở đây là 35 mét vuông ha. Ừ, hơn 35 3 3 35. Dạ. Đây mình 4 mét 3 mét 95 dài 8 mét, 8 mét máy chạy như có 32 mét hả? À. Ừ, tính thì tính nó hơn. Thì anh có bớt gì cho thì đấy, chút điểm nào? Có bớt, có nói vậy rồi, nói với anh rồi cũng có bớt cho gì chút điểm. Ừ, nó có nói mà con làm dư con cho gì mùi thêm, gì mùi làm thêm cái nóc. Kêu gác dư cho dĩ lót cái tàu luôn, cho đẹp luôn. Dạ. Hồi nãy dì Mười nói cái là ảnh làm từ thiện lắm dì Mười. Vậy ha, vậy là anh kêu cát đó cho lót cái bên này luôn hả? Cái tàu bên đây. Rồi cái tiền kia nó dư gì bớt nữa, bớt cho dì. Vậy ha, mà rồi anh có giúp lót gạch luôn không? Gạch thì dĩ lót. Từ lót hả? Vô ha, vô sẵn đi rồi mai có gì nó dư thì nó dư thời gian nó phụ lót luôn cho. À, mà cô Mười tính là kêu ai lót? Cô Mười tính nhà để đại lót đại chứ kêu ai lót đại hả? Sao nó dính? Thì làm đại kêu đó làm đại. Thì không em coi làm để có bao nhiêu con đó thì phụ giúp ngay luôn. Cát vô đi rồi miễn nó có ở không nó làm không có không thì nó về đằng này là cô Mười làm đại chứ biết sao. Dạ. Thì nay mai chỉ phải làm mặt bằng chứ. Nếu không kịp thì làm mặt bằng thì nó ịnh gạch vô. Bây giờ gì Mười đẩy vô làm thả ra cho bằng. Giờ tới chiều không biết được không được mà. Được thì vô chiều vô két. Cho anh vô cho tôi hỏi luôn nè. Ví dụ như anh ở phía trong á mà cái gạch anh dán lên ngang một ngang với cái cửa sổ đó. Anh đi đi lên thì được chứ? Được rồi. Đó ví dụ như gạch xung quanh đây mà anh dán lên đây thì anh tính cho tôi là nếu như vậy thì cái cho nó sạch sẽ nè. Xung quanh hết cái phần ngoài với phần trong đó là hết khoảng mét 2 nha. Mét 2 đó chắc chưa tới mét 2 đâu. Đây. Mét. Mét à? Thì mình cứ dán đến đó cho nó vô gạch. À mét 2 đúng rồi mét 2 là 3 viên đúng không? Ờ 3 viên. Mét 2. Anh tính coi mét 2 thì nó khoảng hết nhiêu tiền nữa? Để tính đo. Nó mấy anh? Chưa. 2 tấm như vậy, 2 tấm như vậy. Đó là 4 mét với cái này. Thì tính lên là gạch. Tiền gạch thì tôi có thể tính được nhưng mà còn như cái tiền công thì anh có tính tiền công với tiền xi măng á. Ăn ngán có thử. Tính dán gạch cho cô Mười nữa cho nó ấy. Sau này cô Mười mà có tiền được nữa thì cô Mười
tính vậy đó, có thứ có dư thì làm. Hả? Tới đâu tới ha. Con mừng rồi. Dạ. Con đừng nói con mười, chừng nào có tiền con mười làm, con mười không có tiền đâu. Giờ vậy có làm gì được, có tiền đâu dùng. Không làm được đâu con. Con cho con mười gì hay nấy. Con mười mừng nấy đi chứ cô làm gì được, có tiền đâu. Dạ đấy có chụp hình cái gạch không? Có chụp hình cái gạch đó không? Chưa hả? Mày đem đồ về ba có bịch muối đó. Cái là nó phải có được bịch mua bột ngọt mừng quá. Cái nó là cô không bột ngọt ăn. Ừ. Tưởng nó hỏi vậy là không mua cho mình. Bà đưa tiền này con mua giùm cho. Trời. Cái đó là đó hận em, mày nói mày thương anh mày. Có chứ anh. Dán tới tên đó hả? À dán khúc này. Cái này bật điện phải dán tới tên luôn. Thì tới cái đá máng nè. À thì tới cái dạ lam này. Được rồi, tới cái lam này nè. Dán là dán tới cái lam này nè. Để nhìn thấy lam. Ấy thì chỉ đang nói là để cho trong cho nó sạch sẽ thì ở phía trong cho sạch sẽ, còn sờ cái tiền ở ngoài này không đủ tiền á. Hết luôn 30 mét. À. Cái tiền gạch thì về dán này cũng khẩu này ăn có 50.000 mét. Rồi của người ta hết cái này ăn ở đây cũng 50.000. Không được sao? Rồi nếu nhân tính cả kịch cả công cả xi măng luôn, cả trong ở ngoài đấy nhiêu? Này nữa này năm. Này thì không có mấy mét, đây có mấy mét đâu. Thực ra đây lên đó thì cũng mấy mét đó. Cái cửa hết trơn rồi, cửa sổ hết trơn rồi. Cắt dụng bỏ. Dạ. 35 mét đi. 35 mét thì giờ nó hết 3,5 rồi. Xi măng cũng cả mấy bao, 5 bao. 5 bao đó. Là như 4 triệu tiền công thì nó triệu mấy nữa. Rồi thôi thì cứ trước hết là cứ triển khai về thì cứ triển khai làm cái này trước đã. Năm nữa rồi em coi còn thừa bao nhiêu rồi em tính. Rồi kêu làm thêm hiệp nữa kể rồi chứ giờ với quá lấy. Vừa rồi em làm bên kia em cũng bị lỗ hết trơn rồi, phải bù vô hết cái 7 triệu nhà của anh Kiệt. Rồi vâng thưa cả nhà, thưa quý vị. Vậy thì nhà của cô Mười thì chắc là cũng ngày mai là lót xong anh ha. Mai là lót hoàn thiện ha. Dạ. Rồi thì số tiền thì hiện tại bây giờ vâng thưa cả nhà, thưa quý vị. Trước hết thì Dũng chân thành cảm ơn những người bạn, các mạnh thường quân ở trên YouTube cũng như là ở trên Facebook mà Dũng đã kêu gọi giúp đỡ cho cô Mười đó, làm cái mái nhà, cái nền nhà cho cô Mười để nó khoảng bị xuống cấp, rồi như là có được cái gạch mới để cho người em cũng như người con của mình được ở trong này cho nó sạch sẽ, khỏi bị kiến cắn. Thì làm tất tật như mọi người nãy giờ thấy đó, thì cái số tiền nó cũng tầm khoảng hơn 9 triệu đó, thì Dũng cũng đã được mọi người cũng đã ủng hỗ trợ được cũng số tiền cũng tương đương vậy rồi đó. Thì bây giờ Dũng sẽ trao trước cho anh thợ số tiền là 5 triệu, còn số tiền còn lại thì sau khi làm xong thì sẽ quyết toán. Rồi em gửi anh nha, đây là 5 triệu, anh điểm lại giùm em có cái kiện rồi nha. Rồi 5 triệu rồi thì, nếu mà số tiền mà còn dư thì Dũng sẽ, nếu mà ví dụ nhé, còn trong quá trình này có ai hỗ trợ thêm thì Dũng có thể nhờ thợ làm thêm cái dán cái gạch xung quanh lên cao một chút xíu cho nó nhìn cho nó sạch sẽ, nó đẹp mắt hơn đó. Còn nếu như không nữa thì cũng kêu thợ bên em có thể là quét sơn chỗ này là được không? Được. Cái kêu sơn em kêu làm cái thùng sơn quét. Bây giờ còn dư cái khoản em bớt đi, em mua khủng sơn đi rồi. Cái đó lăng sơn. Lăng sơn. Phần còn dư. Hoàn cũng như em bớt á, em bớt lại nữa. Khoan đã, để em coi thử là người ta rồi cái đó thì tùy anh thôi, anh cứ coi giúp được cái nào thì giúp. Nhưng mà ý em nói rằng là để em xem là lỡ biết đâu em lại còn dán lên nữa thì sao? Lỡ mà có thừa tiền em dán lên tí cho nó sạch sẽ hơn. Nước nôi nó văng vải thì nó sạch hơn là để bị lăng sơn vậy, phải không? Dạ. Thì cái đó có gì mình anh em mình tính sau đi ha. Dạ.
Rồi thì qua đây thì Dũng cũng xin được công bố số tiền của những người hỗ trợ cho cái cô Mười. Đầu tiên thì của Xuân Dũng 1 triệu, của em Thanh Thố 1 triệu, của chị Thanh Vân, một Việt kiều ở Campuchia 500 ngàn, của cô Úc An 500 ngàn, của cô Út ở Cái Bè Tiền Giang 500 ngàn, của cô Ánh 500 ngàn, của cô Lê Thị Thu 2 triệu 251 ngàn, cô Lê Thị Thu ở nước ngoài chuyển khoản về cho Dũng nha quý vị, của em Quốc Nguyễn ở Bót Cây Lầy 500 ngàn, của bạn Nhân Biển ở bạn Hữu Cây Lầy 200 ngàn, của bạn Phương Nhỏ của nhóm Thiện Nguyện bạn Hữu Cây Lầy 200 ngàn, của chị Hoa Ngô karaoke Ruby ở Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu, của chị Lan một mệnh thường quân ở Long An 1 triệu, và của chị Tâm Nguyễn 1 triệu. Đó. Tổng số tiền hiện tại bây giờ thì nó cũng nằm hơn Dũng chứ còn lại Dũng lát nữa Dũng còn lại thì Dũng sẽ ghi vào trong cái dưới cái phần của video này quý vị nhé. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu số tiền Dũng nói là nếu số tiền làm xong mà còn dư thì Dũng sẽ linh động có thể là nếu dán gạch xung quanh hoặc là có thể là giao cho cô Mười để cô Mười có thể mua đồ ăn thức uống sinh hoạt hàng ngày. Rồi một lần nữa trên thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chào Hằng nha. Bye bye. Bye. Bye.